mẹ đây. Bực mình thật đấy. Mới sáng sớm này ra mà ai đã bật nhạc âm mỹ lên. Lỗ đấy cờ ruột. Ôi làm em mẹ dậy nhờ. Chị ơi, chị Trinh ơi. Ôi, ôi, chị thế hả? Em nhờ chị đây. Cái gì? Chị ngồi đây trông cháu một tí. Để em chạy ra xem hàng xóm nào mở nhạc âm mỹ đau cả đầu thế này. Ôi trời ơi, đúng là cái lũ vô duyên. Này tôi nói cho cô Phượng biết nhá. Ở dưới quê tôi ấy mà cái lũ này ấy là chan tương đổ mẻ chắc là vào mặt đấy. Mới đầu năm mà đã đổi thông hai mổ rồi đổi hoa sim. Khiếp. Chồng cháu đi với nhá. Chia nhạc trẻ, nhạc đỏ, nhạc vàng, nhạc xanh quá đây. Đi mà chồng tâm lý quá đây. Chia đi anh chị ơi. Chia đi, chia đi, chia đi. Này anh kia. Chia đi, chị ơi, chia đi. Này đi đây. À? Anh cho bé nhạc đi. Cái gì? Anh tắt nhạc đi. Khách, chiều khách, chiều khách. Thôi, mua đi à? VCD, VCD các loại phim hành động có hết. À này, mặt căng thẳng này chắc là thích phim hành động đấy. Đây rồi. Làm cái đi. Mua tôi đi. Không ra đây để mua đĩa nhá. Ừ. Tôi bảo anh là đi ra chỗ khác bán cho tôi nhờ. Sáng ngày ra anh nhạc nhớ ẩm mỹ này ai mà ngủ được. Ồ, liên này. Ừ. Tôi bán hàng ở đây là vỉa hè công cộng nhá. Đúng rồi. Tôi có vào nhà chị bán đĩa đâu mà chị cầm tôi. Nhưng cái vỉa hè nhà anh nó lại là trước cửa nhà tôi. Nhà tôi thì con nhỏ, anh bật này làm sao con tôi ngủ được. Mời các anh đi lên đây mấy bước là có chợ bố các anh đau mà buôn mà bán. Không đi nhá. Thằng này không bán rau, không bán thịt, lên chợ làm cái gì hả? Đúng rồi. Tôi là nghệ sĩ đường phố. Mà nghệ sĩ đường phố là phải lang thang, là phải đứng ở giữa sân khấu cuộc đời, đúng không? Nhưng cái sân khấu cuộc đời của anh nó lại là trước cửa nhà tôi. Không nói nhiều. Chị không mua đĩa thì chị đi vào đi nhá, để tôi bán hàng nhá. Đây là chỗ cấm buôn bán, anh mà đứng đây tôi báo công an đấy. Hãy báo đi, báo đi, báo đi. Đừng ngại ngùng. Đĩa đi, đĩa đi, đĩa đi, đừng ngại ngùng. Đĩa, chị ơi, cô bác ơi, đĩa đi. Anh ra giải quyết ngay cho tôi hai cái của nợ cái đi nhá. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cãi nhau thua một thằng đàn ông chứ có nhục không? Ôi, tưởng gì? Con anh thì khóc ngặt nghẽo ra. Tôi phải nhờ chị Trinh bế ra nhà ngoại để lánh nạn. Xấu hổ chưa? Ngồi đi. Vớ vẩn, người nghệ sĩ lớn như tôi thế này mà bây giờ lại phải đi đôi co với mấy cái thằng bán rong vớ vẩn đi. Nó buôn bán trái phép báo phường chưa? Báo rồi. Nhưng mà hai cái loại này lì lợm lắm. Ai rè công an phường đến thì nó chạy, mà công an đi thì nó lại về chỗ cũ. Được rồi, kiểu này lại phải trở về phương án cũ thôi. Phương án cũ là phương án gì? Phương án cũ là phương án dùng vũ lực. Cái dạng lèo khẻo như anh ấy, ra nó cho một nhát rồi trả về địa phương ngay. Ăn thua làm sao được? Ăn thua thế gọi tôi xuống đây làm gì? Thì tôi thấy anh cũng là dạng dẻo mỏ, cãi vợ như chém chả băm viên đi. Tôi mời anh ra để anh cãi nhau tiếp. Được rồi. Để đấy cho tôi. Hai thằng này ở đâu đến đây bán đĩa này, đi chỗ khác khẩn trương nhanh. Con rồi lại đến bố. Thế bây giờ bố muốn gì hả bố già? Bố muốn gì? Này chúng mày đừng có láo nhá. Vừa rồi đấy là vợ tao chứ không phải là con gái tao nhá. Con gái tao mà nó lớn lên thì hai thằng chúng mày đứt ngay nhá. Trời ơi. Khó tin này. Quả này sao? Như nào? Vỉa hè đấy, con nhận là nhà mình cái mẹ này. Ừ, đi kinh rồi, vỉa hè con nhận là nhà mình. Thôi nói ít thôi. Giờ đề nghị hai thằng nhá. Đi khác đi, nhà anh làm ăn. Khác đi. Khác đi. Vào! Cái gì đấy? Bình tĩnh. Này, anh này bình tĩnh là sao? 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 Hai bánh một à? Đây à. Không gọi là hai bánh một nhá, đây gọi là úp sọt. Ê, trời ơi! Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Sao ai? Ôi sao bọn này nó hung hãn thế nhỉ? Thấy, biết ngay mà. Chúng nó hô hoán cho một cái là bắn về chỗ ngay. Vấn đề là vì chúng nó có hai thằng mà nó to như thế. Nó lùa một mình anh thì làm sao mà anh giải quyết được. Vì hiểu là giang hồ hiểm ác. Thấy đời nó đen tối như thế là mình phải vác dép chạy ngay. Có thể ở đấy nó đánh mình thì chết rồi. Vâng, tưởng anh hùng anh bá thế nào. Bây giờ con anh á, không ăn không ngủ được đấy. Liệu mà giải quyết đi. Giá như mà Tùng điên này mà lại có những hai thằng thì bọn này đứt với mình. Kêu! Hả? Thôi vào nhà! Đứa nào? Đứa nào? Ôi! Đứa nào mà nạt nghệ sĩ của xóm mình để vui ra tay xử lý.
Trời ơi, vui vẻ đến đây rồi. Đến đây rồi. May quá, có hai thằng rồi. Đấy. Bắt tay cái đã nào. Bắt tay. Trời ơi, yên tâm rồi. Đứa nào họ vẫn nằm bác. Hai thằng nó bán băng đĩa ngoài cửa chú ạ. Thế chú xem thế nào giải quyết giúp anh. Một mình anh. Nào, nào thật đấy, dám vẫn nạt nghệ sĩ. Chúng nó chưa biết răng vui vất bại à. Bác có tin là một phát em xẻ làm đôi tảng đá này không? Thôi chú ơi, cái này hơi đắt tiền. À thế à, để bác nhé. Hôm nay là em đang nóng đấy. Này, hay quá. Bác cứ yên tâm nhé. Em ra ngoài đấy, nhìn thấy mấy thằng đấy. Một em đá cho vài phát là đã chạy rồi. Hai là em bổ cho một nhát nữa thì có tan cửa nát nhà. Này đàn ông đàn ăn như mình ấy, phải động tay động chân một tí. Chứ không vợ con hàng xóm được khinh nhờn. Nào, thế bây giờ hai anh em mình ra. Hả? Xin mời bác. Luôn. Hả? Luôn đồng đồng mà mình cửa đấy. Để tôi mới vui vỏ ra xử lý vụ này nhá. Đây, đưa nó xử lý của tôi này. Hai kia. Vâng vâng. Đề nghị hàng quán giải tán đi nhá, sao bên giờ quy định rồi. Vào vào. Lục Năm Thảo Khấu phương nào kéo lên đây ồn á hả? Sợ quá nhỉ. Như nào, muốn gì phải nói đi. Muốn đây gì? Bán đĩa nhá. Bán đĩa à? Này, xử lý đi. Ta nghe nói các ngươi đến đây gây ồn á mất trật tự. Tại còn định đánh người à? Đúng rồi đấy. Hả? Không nghe danh của ta à? Không. Ta chính là răng vui bất bại. Kinh nhờ. Này, răng của ta bổ ấy, đến gạch đá còn vỡ, huống chi là mặt mũi các ngươi. Sợ thế. Liệu sợ thần hồn đi nhá. Ngồi chưa ra đến bờ hồ, răng đã vù vào cột điện. Hai thằng này nó gấu lắm. Mình dọa thế nhỡ nó làm gì mình thì sao? Không sao cả. Bác gồng lên cho em đi. Gồng lên. Nhưng mà gồng xong rồi sao? Gồng xong rồi cứ đứng nhá. Nếu mà nó sợ thì nó sẽ té. Anh sợ chú gồng thì còn được chứ anh gồng nhỡ nó vẫn lao vào nó đánh thì sao? Nếu mà nó có lao vào ấy thì mình chịu cho nó đánh vài cái. Nếu đau quá thì em nháy mắt anh em mình té. Anh sợ không kịp ấy. Không kịp nào được. Nếu mà không kịp để em làm cho nó vài cái anh tha hồ thời gian để chạy. Thôi nhá, anh em mình cứ quyết tâm dùng cái quả khổ nhục kế này nhá. Khổ nhục kế anh nhá. Đau quá thì chạy nhá. Làm sao? Làm sao? Nào, thích đi. Vào đi. Nhá. Vào đi. Vào. Anh ơi, sao anh mặt anh cứng thế? Em điên à? Đẹp dại này mày làm sao đấy? Em này. Ôi giời ơi. Lưu yếu đào tơ này. Anh phạt em đi. Anh lưu em đi. Anh đánh em đi. Ôi giời ơi, chú ơi, không ổn rồi. Trời ơi, sao lại có hàng nỗi ở đây thế này? Còn cần cứng, không tương thích phần mềm. Không tương thích phần mềm. Ôi, ta té, Trời ơi, chết. Đẹp dài nhưng mà yếu thế. Điên à. Sợ thế. Rồi, này, dùng cái bản chất thật này là cũng hay đấy. Người ta sợ đấy. Sợ bán hàng thoải mái đi. Yên tâm rồi, từ giờ không sợ một con thằng nào hết. Bán đĩa đi, tiếp đi. Sao? Ai đĩa đi, thích chị em ơi, đĩa nào, đĩa đi. Nhạc trẻ, nhạc vàng, nhạc đỏ, tất cả các loại phim hành động tâm lý đây. Có Phi Nhung, Mạnh Quỳnh và Công Lý và Tượng Long đây. Thằng cháu chủ kia. Cái gì đấy? Thằng ấy láo thật đấy. Đến đây làm càn rồi có sàm sỡ chồng bà. Mà bà giữ chồng bà bao nhiêu ngày tháng. Bộ mày nỡ lòng nào để sờ với cả mó. Rồi buồn nhiêu nhiêu thật đấy. Hết gái rồi lại ra tấn công. Thế này thì tôi sống làm sao được cơ chứ. Còn bị điên à? Bà ở đâu ra đấy hả? Ai làm gì chồng bà? Cái à? Đứa nào bảo là để em đi theo anh hả? Mà sao tôi lấy chồng đẹp ra lại khổ thế này không biết. Biết thì tôi đi chết đây. À mà không, bà chết phải cho hai con cháu chuộc chết theo nhá. Cái gì đấy? Trời, tôi biết mấy nhở. Luôn đi, thổi đơn đi. Trời ơi, bà biết bói nhở.